Gen Tuông đổi lấy 12 năm tù vì rất may mắn người bị đâm không chết. Nếu người bị đâm mà chết thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù chung thân. Ngạc nhiên hơn là độ tuổi của thanh niên còn rất trẻ, sinh năm 2003. Dạo gần đây độ tuổi tội phạm đang trẻ hóa rất nhiều và càng mang rợ. Ngày 29 tháng 8, trong một không khí nghẹt thở tại Tòa án Nhân dân thành phố, Hồ Chí Minh Huỳnh Phúc Hiền, sinh năm 2003, ngụ Bà Rịa, bước vào phòng xử án với ánh mắt u ám và khuôn mặt khắc khổ. Đó là ngày mà cuộc đời của Hiền chính thức đẻ sang một ngã tối tăm, khi anh phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ trong cơn cuồng gen bằng 12 năm tù giam. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, khi trời Sài Gòn bắt đầu chuyển sang buổi chiều, Hiền đến thăm nhà bạn gái tên Thương tại địa chỉ 942 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7. Đó là một buổi chiều yên bình, tưởng chừng như chẳng có gì có thể làm lay chuyển sự tĩnh lặng trong lòng chàng trai trẻ. Hiền ngồi chờ trong phòng khách, trong khi bà ngoại của Thương bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Thương, cô bạn gái của Hiền, nhẹ nhàng bước tới, mượn xe máy của anh và nói là đi ra ngoài có việc gấp. Hiền gật đầu đồng ý, không một chút nghi ngờ. Thời gian trôi qua, từng phút từng giây như kéo dài vô tận. Kim đồng hồ đã chỉ hơn một giờ đồng hồ từ lúc Thương rời khỏi nhà, nhưng cô vẫn chưa trở về. Trong lòng Hiền bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ. Anh tự hỏi Thương đang ở đâu, cô đi đâu mà lâu như vậy. Nhớ lại những lần trước, khi anh phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa Thương và Long, một người bạn cũ của cô, Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Cơn ghen tuông bắt đầu trỗi dậy, bùng lên như ngọn lửa trong lòng ngực anh. Không kiềm chế được, Hiền đứng dậy, bước nhanh về phía nhà bếp. Từng bước chân của anh như dồn dập hơn, mỗi bước như một sự thôi thúc trong lòng rằng anh phải làm gì đó để làm sáng tỏ sự việc. Đến nhà bếp, Hiền nhìn quanh, thấy một con dao trên bàn bếp. Bất chấp lý trí đang gào thét, anh với tay lấy con dao, giấu vào trong người rồi lập tức rời khỏi nhà, quyết tâm tìm bằng được Thương. Hiền lao nhanh trên đường, cảm giác căng thẳng như lấp đầy tâm trí, khiến anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tìm ra sự thật. Khi đến trước quán nước tại địa chỉ 31B Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, Hiền bất chợt nhìn thấy một hình ảnh khiến trái tim anh như ngừng đập. Thương đang ngồi đó, bên cạnh Long. Cả hai đang uống nước, cười nói vui vẻ. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của Thương, nhưng đối với Hiền, đó lại là hình ảnh của sự phản bội. Không chờ đợi, Hiền tiến nhanh về phía bàn của Thương và Long. Giọng nói của Hiền khàn đặc, đầy căm phẫn khi anh hỏi Thương tại sao lại ở đây với Long. Cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra, tiếng cãi vã lớn dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong khoảnh khắc Hiền nhìn thấy Thương vô tình để chân mình chạm vào chân Long, một cơn giận dữ vô hình như tràn qua người anh, xóa nhòa mọi suy nghĩ lý trí cuối cùng còn sót lại. Hiền không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh rút con dao từ trong người ra, mắt nhìn thẳng vào Long, rồi không một chút do dự, Hiền lao tới, dùng con dao đâm mạnh vào người Long. Tất cả mọi người xung quanh đều hét lên kinh hãi, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Long gục xuống, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh. Thương hét lên, nước mắt tràn ra trong sự kinh hoàng và hối hận. Ngay sau khi gây án, Hiền như bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn. Anh nhìn Long nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là những tiếng hét, tiếng bước chân chạy vội vã. Hiền buông con dao, hai tay run rẩy, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh đứng lặng, mọi thứ như mờ nhạt đi trước mắt, chỉ còn lại một sự trống rỗng vô hình đang bao phủ tâm hồn. Long được đưa đến bệnh viện kịp thời và may mắn sống sót sau khi trải qua cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, anh bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ thương tật lên tới 51%. Cuộc sống của Long đã thay đổi mãi mãi chỉ trong vài phút định mệnh đó. Còn Hiền, anh bị bắt giữ ngay sau đó và bị khởi tố về tội giết người. Trong phiên tòa xét xử, ánh mắt của Hiền lạc lõng giữa những ánh nhìn phán xét của mọi người. Anh cúi đầu, lắng nghe những lời buộc tội, nhưng trong đầu vẫn vang vọng những hình ảnh của cái ngày đen tối đó. Khi tòa án tuyên án 12 năm tù giam, Hiền như rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Anh biết rằng mình sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động của mình, nhưng có lẽ cái giá lớn nhất chính là nỗi ân hận sẽ đeo bám anh suốt quãng đời còn lại. Cuộc đời của Huỳnh Phúc Hiền, từ một chàng trai trẻ có tương lai rộng mở, giờ đây chỉ còn lại là những năm tháng dài dằng dặc sau song sắt nhà tù. Cơn cuồng gen đã khiến anh mất đi tất cả, tình yêu, tự do và cả tương lai. Nhưng có lẽ điều đau đớn nhất là anh đã tự tay phá hủy cuộc sống của chính mình và những người xung quanh chỉ vì một khoảnh khắc mất kiểm soát,
để lại một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta về sự nguy hiểm của lòng ghen tuông không được kiểm soát.